Các bạn thân mến, đây là khoảnh khắc video của Thao Chim Cô Gáy, số điện thoại là 01 63 530 5982. Mình muốn tường thuật trực tiếp để cho các bác chứng kiến sự vượt cạn của một chú chim cu gáy đến ngày tháng chào đời. Nhi ơi, Nhi, ra lấy điện thoại về cho bố. Ra lấy điện thoại vào đây cho bố. Vuốt nghe đi, vuốt nghe đi. Alo. Alo, alo. 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 Ừ. Ừ. Thẩm định thế nào? Em xem. Ừ. Anh nghe nhiều rồi mà. Con đấy bao tiền á? Con đấy 3,5 triệu em ơi. Ừ. Ba triệu thì không lấy lồng, còn 3,5 triệu thì lấy lồng. Anh khẳng định luôn mà, chim đấy không phải nghĩ một điều gì luôn. Anh thẩm định luôn, anh bảo hành luôn nhá. Ừ, 3 triệu thì là em lấy chim không, còn 3,5 triệu em lấy cả lồng, thế thôi. Ừ. Con đấy nó chơi thì thôi rồi luôn, không phải nó. Gáy 4 tiếng đủ nhá. Ừ. Em ra bến xe Mỹ Đình mà lấy. Ừ. Em ra bến xe Mỹ Đình mà lấy. Ờ, em nhận chim. Em nhận chim thì em gửi tiền cho người giao chim này. Ừ. Ờ, tin tưởng nhau là cái tốt. Anh bảo được là được, không phải lo. Ừ. Anh có rất nhiều những khách hàng mới đầu họ cũng hơi dè dặn như em, sau biết nhau rồi nó dễ lắm. Ừ, mai được, chiều mai hay chiều nay hay tùy lúc nào lấy được thì em bảo. Tùy chiều nay cũng được, mai cũng được, tùy em, nay như muộn rồi, mai đi. Bây giờ mấy giờ rồi? Anh giao lộc cho 100.000. Ok, tuyệt đối. Anh đọc luôn cho này, 0942. Thế bao giờ em nhận được? Bao giờ em nhận được? Ừ, sáng mai. Ừ. Ừ. 8 giờ. 8 giờ sáng. Ừ.
Tầm mình nhận được. Ok. Ok. Vừa rồi là có một khách hàng mua một chú chim là 3 triệu, là con chim mồi. Thế kính chào các bạn, đây là những cái khoảnh khắc mà mình không muốn nghe điện thoại, để mình không muốn gián đoạn những cái khoảnh khắc vượt cạn này mà mình để nó rất là tự nhiên, xem là muôn loài muôn động vật, thế giới động vật của chúng ta nó sẽ như thế nào. Và theo như cái quan sát của chúng tôi thì đây là cái bộ nó sẽ là lưng nó quay ra ra trước và nó dùng hai chân nó đạp. Đấy, nó đạp và nó cựa. Càng ngày nó càng cựa rất là rõ ràng. Đấy. Và hình như là không thể đốt cháy giai đoạn được. Nếu như các bạn hỗ trợ nó, các bạn bóc cái quả trứng, vỏ trứng ra thì hình như là con chim này sau sẽ rất là yếu. Alo. Ơi, tôi nghe đây. Em ơi, anh đang bận tí, khoảng tầm 20 phút nữa em điện lại nhé. Khoảng 20 phút nữa em điện lại giúp anh cái, anh đang có tí việc riêng tí nhé. Alo. Anh đang có cái việc nó phải xử lý trước một tí, khoảng 20 phút nữa em điện lại, anh em mình nói chuyện nhé. Thông cảm anh đi. Alo. Vâng. Đấy, nhưng đứng ở chỗ đấy nên nó có một cái ngã ba, cái đường nhỏ đối diện cái trạm điện đấy, nó có cái biển cây giống đấy, thì rẽ vào cái đấy. Rẽ vào đi thẳng vào trong nhìn này, có cái nhà, có cái đào, có cái biển treo ở cổng đấy. Đi vào 300 m bên tay trái đường nhá. Đi qua một cái ngã ba bê tông nhỏ nhỏ thì đến 20 m thì đến. Không, cứ đi 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 vào cái đường phụ đấy, nhìn thấy cái đường phụ có biển cây giống chưa? Nhìn thấy cái lối rẽ vào chưa? Có cái đường dây điện đi vào đấy. Đấy, đi vào 300 m để ý bên trên trái đường nhá. Đúng rồi, em đi từ làng làng văn hóa đi lên à? Đúng rồi, rẽ phải, đúng rồi. Sau khi rẽ phải phải đi vào cái đường đấy, nhìn bên trái đường nhà bắn nhiều lưới B40 đấy. Alo. Alo. Có chim non vàng. Cái này thì tôi anh chân em thông cảm cho anh một tí nhé, khoảng 20 phút nữa em điện lại nhé. Anh đang có cái việc nó dở tay quá, nó không không tiện nói chuyện mấy nhé. Khoảng 20 phút nữa, 20 phút nữa. Như ý ơi, con đi ra chắt cho bố cốc nước, bảo chú đợi đợi bố tí, con đứng ở đấy để bố quay nốt cái đoạn con chim nó đang nở cái. Đứng ra bàn đấy, chắt cốc nước, bảo bố cháu đang đang quay video một tí, xong thì tí bố cháu ra. Khách hàng đến mua chim nhà mình ấy. Bố, làm gì có ai đâu mà.
Người ta đang vào rồi, bố người ta gọi điện cho bố trước rồi. Để hai cốc nước vào đấy, pha sẵn nước vào này. Ơi. Có một khách, hai khách của bố. Cứ lấy hai khách đi. Hai khách của bố. Ừ. Rồi ba cốc. Rồi bố nước. Ơi. Nhi ơi. Vào đây bố bảo. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, giữ nguyên hình ảnh như này cho bố. Đừng ngồi hẳn xuống cho nó đỡ mỏi tay. Quay làm sao để không bấm vào nút nào trên màn hình nhá. Vâng. Đấy. Đấy, nhìn vào màn hình, nó vào giữa màn hình và nhìn rõ cái con chim nó cựa quậy như nào. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Kệ nó nhá. Để bố ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú này, bố gửi lên kênh chim cu gầy hay của bố. Nhìn vào màn hình đi, nhìn vào màn hình máy ảnh đi này. Đấy, còn cái này kệ nó, đừng động vào cái gì. Bao giờ nó chui ra khỏi quả trứng thì gọi bố, nhưng mà phải giữ lại hình ảnh nhá. Bố cầm một con ra đi lấy cái này đã. Đừng để lỗi của bố nhé. Vâng. Bố sẽ zoom lại tí thế này. À. Cầm hai tay vào tìm mà. Đừng rung màn hình. Quay nó phải tôn trọng người xem. Đấy. Nào nào. Nào. Quay thì rõ ràng, quay rõ ràng thôi mà. Đấy, 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 cái rung rung nó nào nhỉ? Alo. Nó vướng cái điện thoại bố ơi. Alo. Vâng. Vâng. Không rung. Vâng. Vâng. Biết ông Chi à? Bà biết ông Chi à? À đấy à, vâng. Vâng vâng. Cái đấy là chắc chắn là làm được, có gì đâu. Có trẻ đâu? Vâng, nuôi chơi, nuôi chim chơi không sinh sản. Được, được, nhưng mà bác ấy nhá, khoảng tầm 20 phút nữa bác cháu mình nói chuyện lại nhá, tại vì bây giờ đang có khách đến nhà mua chim. À đây đang có khách hả? Vâng. Rồi rồi rồi, ok.
thế là được. Bà ơi, bà ra giữ hộ con. Bà giữ cái máy ảnh của con. Nặng lắm. Nó mỏ tay. Bà giữ con. Quay con chim lúc nào nó nở ra thì gọi bố. Nặng quay thì ấy thì bà cần cho mà cứ giữ có một tí thôi. Làm gì vậy bà? Nở. Mỏi tay chưa bà? Mỏi thì mẹ ấy bà phơi quần áo. Thì có phơi rồi á? Chưa chứ mà. Bye.
là nhà bẩn hết. Thì đấy là lấy chồng.